có lũ xảy ra, điều quan trọng nhất là phải ở nơi thật cao trong nhà của bạn để được an toàn. À. Cháy ở trong nhà, một cao ốc. Trong trường hợp có cháy, trẻ em không nên trốn trong nhà mà hãy chạy ra khỏi ngôi nhà đó. Ôi trời đất ơi, ôi trời ơi, tệ quá đi. Ừ, đi thôi. Ơi, một ngôi nhà mới. Đúng rồi, đây là ngôi nhà mới của em, cẩn thận nha. Bão đang đến. Tất cả mọi người hãy ở trong nhà. Có bão đang đến, có bão đang đến. Có bão sao? Ừ, mình không biết. Một đứa trẻ. Nhanh lên, có bão. Vô nhà đi. Trong trường hợp có bão, nơi an toàn nhất là ở trong nhà của mình. Cảnh báo, có mưa rất to. Tới đây. Bạn không thể ra ngoài. Ôi dư. Bạn phải ở trong nhà khi có lũ hoặc là có mưa to. Khi có lũ xảy ra, điều quan trọng nhất là phải ở nơi thật cao trong nhà của bạn để được an toàn. Em đã không biết. Thôi được, bây giờ em đã biết rồi. Cảnh báo, đang có sấm và có chớp. Hãy cẩn thận. Sấm chớp, em không biết nó là gì. Hãy ở trong nhà, đừng ra ngoài. Chị sẽ cứu em. Em không thể đứng dưới các vật thể đứng đơn lẻ, đặc biệt là nếu như có tiếng chớp. Nó cực kỳ nguy hiểm.